một phim Bully và những người bạn. Tập phim Cẩn thận khi ở trong bếp. Gặp lại tụi con sau nha. Tạm biệt mẹ. Mẹ. Mọi người có vẻ vui mừng quá ha. Tốt nhất là mọi người nên nhớ mình hứa gì đó. Phải làm xong tất cả bài tập, không được làm nhà cửa bừa bộn. Anh sẽ không bỏ đói hai đứa đâu. Đừng cho tụi nhỏ ăn thức ăn nhanh đó, biết chưa? Không có chuyện đó đâu, anh sẽ nấu theo sách hướng dẫn. Miễn là có trong này thì món gì ba cũng sẽ nấu được. Ba là số 1 đó. Oh yeah, cuối cùng cũng xong. Chin, vậy vậy Chin, cái này gọi là báo động ba bước. Báo động ba bước. Mình chưa bao giờ nghe hết. Đương nhiên rồi, vì mình mới chế ra mà. Đó sẽ rèn khi tụi nhỏ vô tình đi vào khu vực cấm trẻ em. Khu vực cấm trẻ em? Phải, khu vực cấm trẻ em là bán kính 1 mét quanh những thứ có thể gây nguy hiểm cho chúng, như là bếp hay lò sưởi. Trẻ em không được đi vào khu vực đó. Quá thông minh. Hả? Ủa? Sao nó rèn lên vậy? Vì có trẻ em đi vào khu vực cấm, đúng không? Mình không phải là trẻ em. Cậu to thật nhưng không có nghĩa cậu đã là người lớn. Đi quá giờ. Ba làm sao hay vậy? Xong rồi. Bớt đi. Không vào. Tùng cú sút. Ra ngoài rồi. Là mẹ. Alo, mọi người vẫn bình thường. Peter. Đương nhiên là đang làm bài rồi. Lucy hả? À đúng rồi, nó đang dọn đồ chơi. Cơm tối. Anh gần xong rồi. Anh ngửi thấy mùi thơm rồi. Chắc con phải đi rồi. Cô nhớ lắp đặt báo động 3 bước liền nha cô. Cô đi gắn liền. Cảm ơn con. Tạm biệt rồi. Điểm kế tiếp là nhà của Peter. Đúng rồi, đầu tiên là phải cắt hành tây. Phải cắt từng lát mỏng như vậy. Ba ơi ba, cho con cắt thử đi. Không được, không được, cầm dao nguy hiểm lắm con. Cay mắt quá. Có ai muốn rắc muối vào không? Dạ để con, rắc muối. Rắc thêm tiêu nữa. Wow, thơm dữ ta. Sắp xong rồi. Chắc mẹ đó. Hai đứa chờ ba một chút nha. Alo, anh nghe đây có chuyện gì hả em? Anh cũng vậy. Gì vậy Bonnie? Ôi không, thành bị khét rồi. Anh làm gì vậy Peter? Thành sắp khét rồi, phải lật lại mới được. Ôi, nóng quá. Phải lật nó qua mặt bên kia. Xong rồi. Peter. Lucy, sao em cứ hét lên vậy? Coi kìa. Lửa. Tụi anh chuẩn bị ăn tối đây, mau về nha. Hai đứa. Khói đang bốc ra từ nhà của Peter. Peter, mau nắm chặt tay của ba. Dạ ba. Peter, chú Robert, mọi người phải ra khỏi đây ngay. Đúng, đi thôi. Cũng may là không có ai bị làm sao hết. Cảm ơn rồi. Con đã cứu mạng gia đình chú. Để đảm bảo là không có lần sau, con sẽ chỉ mọi người vài nguyên tắc an toàn. Khi chú nấu ăn, không bao giờ bỏ đi khi bếp đang mở. Lửa có thể bốc cháy mọi lúc. Đồng thời, không để những thứ dễ cháy như khăn hoặc là giấy ở gần bếp đang cháy, bởi vì chúng rất dễ bị bắt lửa. Và không để trẻ em hoặc thú cưng chơi gần bếp lửa hoặc thức ăn nóng. Có thể xảy ra sự cố và họ không biết phải khắc phục làm sao, nên rất dễ bị thương một cách nghiêm trọng. Hiểu rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hả? Mẹ vậy? Em về vì anh nói là đã xong bữa tối rồi. Sao mọi người ra đây đứng vậy? Là như vậy, bữa tối hôm nay vấn đề là chúng ta sẽ ăn ở ngoài. Hả? Anh nói vậy là sao?
anh nghĩ là chúng ta nên ra ngoài ăn. Yeah, ra ngoài ăn. Nhưng anh nấu rồi mà. ra ngoài ăn. Mục tiêu, Bully và những người bạn. Tập 2, phải cẩn thận khi gió thổi mạnh. Ngọn đồi này thật tuyệt để thả diều. Wow, Johnny, sao diều cậu bay cao được hay quá vậy? Đây là một bí mật. Diều gì mà nhỏ quá vậy? Đây, nhìn mình nè. Không diều nào bằng đại bàng của mình đâu. Đại bàng là vua. Peter, diều của cậu nhìn lạ quá. Không, đại bàng rơi xuống rồi. Peter, vẻ ngoài con diều không quan trọng đâu. Đúng đó Peter, con diều mà không cân bằng thì khó bay lên lắm. Peter, cậu có muốn mình giúp con diều của cậu bay không? Đừng cười nữa, rồi sẽ thấy. Không phải cái này. Thứ gì đó cứng như đá, đồng thời linh hoạt như cây cung. Nghĩ ra rồi. Đâu mất tiêu rồi. Em ơi, em có thấy cần câu của anh không? Đúng vậy, cần câu là thứ thích hợp nhất. Mình mình đã qua thanh kiệt tác của mình rồi. Diêu Bảo. Các cậu, có chuyện lớn rồi. Có một cơn lốc đang từ hướng Tây Nam thổi về thị trấn Brooms. Chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ đến đối phó cơn bão. Hiểu rồi chim. Thời tiết rất thích hợp để thả diều. Lần này sẽ tuyệt vời lắm đây. Bay đi, Siêu Bảo. Mình làm được rồi, đúng là con diều tuyệt vời nhất. Không không, Siêu Bảo ơi, không. Kiểm tra ở cảng rồi, giờ phải về thị trấn thôi. Hả? Đó là con diều. Thời tiết vậy mà còn thả diều sao? Hả? Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Được rồi. Cẩn thận. Được rồi, em có sao không? Dạ không, em nghĩ là không sao. Mình đi tìm chỗ lánh tạm đi. Dạ. Peter, hồi nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Em mang ơn chị nhiều lắm. Em nghe nè, ra ngoài lúc bão là một hành động vô cùng nguy hiểm. Biển báo và cây cối có thể đổ xuống. Em có thể bị những thứ cuốn theo chiều gió đụng trúng. Nên trong những ngày dự báo thời tiết nó có bão thì đừng đi ra ngoài. Nếu gió bắt đầu thổi mạnh khi em đang đi ngoài đường thì em phải vào lánh tạm ở các tòa nhà. Với lại, ở gần những nơi có điện như cột điện hay đèn đường và đèn giao thông cũng rất là nguy hiểm. Nên em tránh xa chúng ra. Hiểu chưa, Peter? Dạ. Em hứa với chị, mỗi khi thấy bão lớn thì sẽ không ra đường chơi nữa. Vậy thì tốt. Wow, xem ra diều của Johnny lại bay cao nhất. Johnny, cậu có bí quyết gì vậy? Bí quyết chính là tiến lên siêu bão ơi. Wow, Peter,
diều của cậu bay cao thật đó. Con diều cũng giữ được thăng bằng nữa. Siêu bão của mình là vô địch, nó đã sống sót qua cơn bão lớn. Thôi đủ rồi đó. Không, siêu bão của mình. Bộ phim Poli và những người bạn. Tập phim làm sao để băng qua đường an toàn. Kevin, Kevin trễ giờ rồi, nhanh lên đi. Này đó, mình tự làm con khủng long này cho Jenny này. Jenny chắc sẽ không thích điều này đâu. Vậy sao? Vậy cậu có gì cho bạn ấy? Nè, mình chuẩn bị món quà mà con gái nào cũng thích ngon. Xem nào. Mình muốn có thể. Ô không, đây là quà sinh nhật mình tặng cho Jenny. Nhưng đó, Jenny không thích con quả cánh cam này bằng mình đâu. Mình cá là bạn ấy sẽ thích hơn con khủng long của bạn. Cậu đừng nói bừa chứ. Đúng đó. Sao mình không đi hỏi Jenny xem cậu ấy thích quà nào hơn? Ok. Mình sẽ cho cậu ấy xem đó. Này, chờ mình với. Chờ đã đó. Chờ đã đó. Cho qua nào các chàng trai, làm ơn nhường đường cho để Wooper qua cái nào. Hôm nay thật là bận rộn, bao nhiêu đơn đặt hàng phải giao. Tránh ra nào, nè, tôi không có nhiều thời gian đâu. Đó là vấn đề của cậu. Cái gì? Cậu nhanh lên một chút có được không? Được chứ. Học cách lái xe đi. Xem chút nữa là nguy rồi. Cooper, cậu vượt qua vạch dừng xe rồi kìa. Ôi, Poli. Lỡ như ai đó chạy tới vạch qua đường thì sao? Xin lỗi, là do mình. Mỗi lần gần tới vạch qua đường, đi chậm lại có được không, Cooper? Tôi nhớ rồi, Poli. Đèn xanh à, gặp cậu sau nha, Poli. Cooper. Mình không nghĩ cậu ấy sẽ nhớ đâu. Cậu tránh ra nào. Có đẩy mình không? Nhà Jenny kìa, ở phía bên kia kìa. Nè, sao tự nhiên cậu dừng đột ngột vậy? Để chờ đèn giao thông. Cậu dừng gì mình chạy nhanh hơn cậu chứ gì? Cậu nói sao? Mình đang ở phía trước cậu mà. Yeah, mình sẽ chạy lại xem ai nhanh hơn. Sao chứ? Được, để xem người nào nhanh nhất nha. Được, người đó không phải là cậu đâu. Posty đó, cậu ấy đã làm trễ lịch của mình mất tiêu. Cậu ấy kìa, mình không nhường cậu ấy nữa. Điều này có thể rất nguy hiểm. Cậu nên chạy chậm lại chứ. Các em không sao chứ? Kevin, Doug, các em không bao giờ nên chạy ra đường như vậy, cho dù có là đèn xanh. Nhưng Polly, em tưởng chúng ta được băng qua đường khi đèn xanh. Yeah, đúng vậy. Xanh nghĩa là đi, nhưng mà không có nghĩa là khi đèn xanh chúng ta chạy qua đường là an toàn đâu. Một số xe có thể không nhìn thấy đèn đổi màu, hoặc sẽ không thể dừng xe kịp lúc. Nếu vậy chúng ta cần nên làm gì khi băng qua đường nên Polly? Mình có thể bay, tiếc là không thể. Anh biết, chỉ cần nhớ rõ 3 bước này, các em có thể băng qua đường an toàn và vô cùng dễ dàng. 3 bước à? Bước 1, luôn luôn phải dừng ngay vạch chờ trước khi đi xuống vạch qua đường và chờ đến khi đèn xanh. Cho dù nếu đèn xanh thì cũng phải dừng lại và xem tất cả các hướng trước. Bước 2, chắc chắn tất cả xe đã dừng lại khi đi qua đường, giao tiếp bằng mắt với tài xế và kiểm tra tất cả các xe đều dừng lại trước khi qua đường. Bước 3, đừng rời mắt ra khỏi xe khi băng qua đường, phải luôn lưu ý và đảm bảo rằng nhìn thấy được xe và tài xế cũng nhìn thấy mình. Được rồi.
khá là dễ dàng đúng không nào? Đúng vậy. Chỉ cần nhớ rằng không cần phải qua nhanh như thế nào mà phải qua an toàn như thế nào, biết chưa? Biết rồi, bố đi. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật Jenny. Cảm ơn các cậu. Jenny, mình có món quà sinh nhật tặng cậu này. Cậu thích cái nào không? Con khủng long của mình đẹp hơn phải không? Con bỏ cánh cam này của mình đẹp hơn chứ. Mình không thích cái nào. Ý cậu là sao Jenny? Mình ghét cả hai. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim tuyệt đối không được quên tắt bếp ga. Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Quái là dâu. Hôm nay chúng ta sẽ làm món mứt dâu, sau đó quết lên bánh mì. Tuyệt vời. Ồ, dâu nè, tuyệt vời. Thôi đi, dâu này dùng để làm mứt mà. Đừng dành nữa, em có nhiều rồi mà. Hai đứa, đừng cãi nhau nữa, ngoan ngoãn ngồi đợi mứt dâu đi. Dạ. Mứt ngon quá, mứt mứt. Mẹ ơi, con sắp chết gì đâu rồi. Sắp xong rồi à, giờ thì đợi nó sôi lên là được. Mẹ, cho con nếm thử nha. Không được. Ủa, em sao vậy? Mứt này để ăn với bánh mì. Truyền thống là vậy mà. Lucy, ra ngoài phòng khách lấy bánh mì đi con. Dạ mẹ. Chuyện gì vậy? Mẹ ơi, nhìn kìa. Bánh mì của con chó hư. Lucy, mua thêm bánh mì là được rồi, đừng khóc con. Lucy, con muốn cầm giùm hay không? Không, con phải bảo vệ bánh mì thoát khỏi chó con. Biết đâu nó ăn hết mất ở nhà rồi. Ôi không. Mẹ ơi, coi chừng Betty ăn hết mất đó. Bình tĩnh đi Lucy, mất còn đang ở trên bếp mà, Betty không giới tới được đâu. Các con à, hình như mẹ quên tắt bếp mất tiêu rồi. Không tắt thì có vấn đề gì hả mẹ? Có thể mứt sẽ bị cháy và xảy ra hỏa hoạn nữa. Mứt bị cháy hết hả mẹ? Mứt bị cháy không sao hết, nhưng mà nhà của mình sẽ bị thiêu rồi. Chết rồi. Hả? Táo của mình lăn xuống đường rồi. Được rồi, mẹ tới đây. Hay quá. Chị gì ơi, chị có sao không vậy? Tôi không sao, cảm ơn anh. Sao tới nhà rồi? Đi thôi, nhanh lên mẹ ơi. Các con à, cứ đi theo mẹ. Bên này cũng bị chặn mất tiêu rồi. Mẹ ơi, nhà mình mà bị cháy thì bên đây có sao không nhờ mẹ? Bên đi, cho mình xin lỗi vì đã la cậu. Không, không có chuyện đó đâu. Đi thôi mẹ. Đi, phải thử thôi. Đi thôi, chúng ta về nhà nhanh lên. Mẹ tuyệt vời quá mẹ. Cẩn thận Lucy. Lucy. Chúng ta sắp về tới rồi. Cố gắng thêm một chút nữa thôi. Peter. Có chuyện gì hả Peter? Giờ Betty đang ở nhà một mình. Giờ cô thì không nhớ tắt bếp dưa nữa. Tới đó thôi. Betty. Chào, có chuyện gì vậy? Betty. Cũng may là có Robert vào tắt bếp giùm, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi. Xin lỗi rồi, lẽ ra cô phải cẩn thận hơn. Con sẽ chỉ cô vài mẹo hay để sử dụng bếp đúng cách. Lúc đang dùng bếp ga,
tuyệt đối không được lơ là. Nồi nước có thể sôi và bắt đầu cháy, nguyên liệu có thể bị tràn ra và dẫn tới rò rỉ ga. Với lại, trước khi sử dụng bếp ga thì phải thử xem có ngửi thấy mùi ga hay không. Nếu chúng ta vô tình bật bếp lúc ga đang bị rò rỉ, nó sẽ nổ. Nên làm ơn hãy kiểm tra kỹ. Đồng thời, lúc bật bếp ga phải kiểm tra lửa đã cháy chưa. Nếu chúng ta bật bếp khi lửa đang tắt thì ga sẽ bị rò rỉ. Cuối cùng, sau khi sử dụng thì phải khóa ga lại để giảm thiểu rủi ro cháy nổ. Nếu sợ quên công đoạn này thì có thể gắn chuông báo để nhắc nhở chúng ta mỗi ngày. Hiểu rồi, cảm ơn rồi. Mẹ ơi, tụi con ăn mứt được chứ? Được, nhưng mứt đâu hết rồi ta? Anh để trên bàn đó. Ôi, bớt đi.